Hello tạm biệt các bác. Tiếp tục một combo rất là VIP các bác ạ. Lên đường Thanh Hóa các bác nhé. Một đẩy Rian của Mỹ các bác nhé. LA850, hàng siêu đẹp tuyệt chọn. Vàng Sansui E90 thương hiệu của Nhật. Mic không dây Bayer các bác nhé. Bayer B58. Siêu VIP siêu đẹp các bác nhé. Combo này là 11.500.000. Đó, Tết về Thanh Hóa. Với công suất đẩy đánh 2 đôi 30 các bác nhé, 2 đôi 30. Đó. Mạch LA các bác nhé, đánh siêu hay luôn các bác. Hàng rất là đẹp. Rian thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. 800W một kênh, 2 kênh. Cho phép các bác chơi 2 đôi 30 hoặc đánh 1 đôi 40. Vàng Sansui thì không phải nghĩ rồi. Thì mic rất là hay, echo. Nó rất là ngọt các bác nhé. Lọc nén nhạc rất là tốt. Mic Bayer. Tất cả hàng bán hết các bác nhé. Đôi trái tim anh một niềm đau nhức nhối. Ngày xưa đó mong đâu môi thơm nồng nàn, lời yêu thương ngọt ngào giờ đã bay cao. Tình thao gió theo mây không quay trở lại, đau đớn tim anh một tình yêu ngây dài. Ngày hỡi em yêu từ khi tình chia đôi ta, còn nhớ anh không hay là con tim hóa đá nên quên. Các bạn nào có nhu cầu với những combo như vậy thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977434361. Giờ sẽ cho anh em ký hiệu hết dây rắc các bác nhé. Dây rắc đầu vào đầu ra. Rồi đóng hàng gửi về Thanh Hóa. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.